ơi, hôm nay ba của Nay Tình á sẽ làm cho cho cả nhà món bô sinh tố bơ nha. Đó. Rồi đợi xuống đó, thì bây giờ nè, đó là hai cái bô bà. Hai bô bà mình ơi. Hello mọi người đi con. Bỏ xuống để bỏ gì rồi bây giờ nha, hai xong rồi sinh tố bơ là mình đã xay ra xong rồi mình làm theo cái khẩu vị của gia đình nha. Đó. Xong rồi cái này là đổ vô. Hấp dẫn chưa mọi người? Nhà mình thì thiên về cái khẩu vị ngọt. Đúng. Ba của Nay Tình á làm ngọt và béo lắm. Nếu mà cả nhà mình muốn ăn mà sinh tố mà ngọt béo á thì mình đừng có bỏ ngọt nhưng mà béo mà không có bị sạm á, không bị gắt cổ á. Mình đừng có bỏ đường, mình bỏ sữa mà sữa đặc á. Bỏ sữa đặc, mình bỏ theo gia vị của mình, bỏ sữa đặc nhiều chút. Đây là cái hiệu sữa mà gia đình em sử dụng nè. Đó, Vinamilk Star. Cái này ở Việt Nam. Sữa nào, sữa đặc nào cũng được hết trơn. Sữa đặc nào cũng được hết cả nhà ơi. Hấp dẫn lắm mọi người. Ở bên Việt Nam, ở bên đây thì mấy cái chợ, nếu mà chợ Việt thì còn có sữa Việt, chứ nếu mà chợ Mỹ thì mua mấy cái loại mà một đồng hai đồng á, bây giờ lên giá 2 đồng rồi đó. Em mua là 1 đồng 99 đó, mà giờ chắc nó lên 2 đồng mấy á. Bây giờ cái gì cũng lên giá đó mọi người. Đó. Thì miễn sao là sữa đặc được rồi, cứ mua sữa đặc về. Yeah. Bây giờ con ăn thử con review cho cô chú đi. Con ăn con ném thử một miếng coi, con review cho cô chú coi có béo có ngon không. Sao con thích không, con làm một ngón tay sao. Vô nè mọi người. Vô sạch luôn mọi người ơi. Vô này mèo, này mèo. Rồi đi. Rồi vô. Một trái là làm được một ly á. Rồi vô. Đó, một trái là mình được một ly á, một trái là một ly á cả nhà. Rồi cho chút mẹ uống. Rồi nước đá thì uống trước đi coi chừng đổ. Nhưng Cami nói hôm đó chỉ là cô. Đừng bỏ đá nhiều quá, nếu bỏ đá nhiều quá nó lỏng lắm. Ấy với mà bỏ cái sữa mà mình bỏ cái sữa mà hô miêu á. Sữa hô miêu mình bỏ vừa thôi nha cả nhà. Sữa hô miêu này nè mình bỏ vừa thôi thì nó còn sệt sệt, nó còn đặc như vậy. Nếu mình bỏ lỏng quá là giống như ngoài tiệm người ta bán lỏng le. Mọi người ơi, chỉ có với 2 trái bơ, 1 miếng bô bà. Nếu mà làm hai trái bơ á thì sữa này mình đổ như đây gần tới phần nữa đó, còn mình muốn uống ngọt hơn nữa thì mình đổ phần nửa hũ đó, rồi mình bỏ một ly sữa hô miêu á, mình bỏ hơn nửa ly đó là nó sẽ sệt, còn mình muốn uống lỏng ra chút xíu nữa thì mình bỏ hơn chút xíu nữa sữa rồi. Mình bỏ chút xíu vô nữa thì nó sẽ lỏng ra nữa đó. Rồi nước đá mình lấy có 1 ly này cũng được, 1 ly này được rồi nha cả nhà, ít hơn chút 1 ly này thôi. Mời mọi người ăn sinh tố bơ với gia đình em nha. Rồi tạm biệt mọi người đi, Nay Tình làm ra nó sẽ sệt như vậy. Tạm biệt mọi người đi. Này uống ly nào ra ly coi, uống làm gì, uống 2-3 ly vậy. Nãy giờ con uống ly nào rồi? Sao không kỹ vậy? Sao con uống 2-3 ly vậy? À, bây giờ mời mọi người nào cho con 1 ly thôi chứ. Uống nha. Bye bye. Nè, con không? Nói cho cô chú ngon coi. Rồi. Con không? Sao? Mặt phê thì sao? Lem ơi, ngước mặt lên lem ơi. Mời mọi người ăn bô bà nha. Rồi, mời cả nhà mình nha. Đó. Tắt nha, bye bye, mọi em kết thúc clip ở đây luôn nha mọi người ơi. Nhớ đăng ký kênh, nhớ bấm cái chuông, rồi nhớ subscribe giùm em nha cả nhà. Yêu cả nhà nhiều lắm. Love you, các tình yêu.